Dạ chào anh. Hey Thiên Vương. Xin chào quý vị khán giả, Thiên Vương rất là vui khi mà được tham gia một chương trình Hot Lady Talk, một chương trình chia sẻ về vấn đề nói chung là về gia đình, về vợ con. Giờ cái hành trình mà là anh chị đến với nhau rồi bắt đầu là mình tiến tới cái quá trình là mình chuẩn bị có con nó làm sao nè. Anh với bà xã anh cưới nhau thì mình dành cái thời gian đi chơi này nọ, tất nhiên là nó sẽ có cái vấn đề giường chiếu. Lúc đó mình chỉ dành cho cảm xúc bản thân thôi, nhưng mà tới lúc mà mình cảm thấy là mình muốn có con rồi thì lúc đó mình suy nghĩ là khi mình làm công việc này thì để mục đích là mình sản xuất ra một đứa con, thì lúc đó mình chỉ suy nghĩ là mình sẽ tạo ra một đứa con thôi. Mà đúng là thì khi mà anh nghĩ như vậy thì trong khoảng một tuần thì có kết quả. Bà xã anh bị trễ kinh, mùa dâu rụng không tới mà tới năm tuần rồi, chết rồi, bây giờ làm sao? Mua que và thử. Năm que, thử năm que một vạch hết. Có khi nào mua lộn que không? Không biết. Qua tiệm thuốc này xong thử không được một gạch, chắc là que này vấn đề, đi qua tiệm khác mua que, mua năm cái que về thử liên tục không có ra kết quả được. Xong sau đó bắt đầu anh mới chở bà xã anh đi lên tới bệnh viện phụ sản thì khám, người ta kiểm tra là có một túi thai, có một có cái tim thai còn sống này nọ. Cuối cùng cũng có kết quả. Cuối cùng đã có kết quả rồi. Khi mà bà xã anh mà ba ra báo tin là đưa một cái kết quả siêu âm là anh rất là mừng. Thì ngay thời điểm mừng đó thì anh bắt đầu là chuyển sang là mình phải làm gì để mà mình có thể làm cho bà xã mình tốt hơn trong thai kỳ, sao cho con mình sau này nó lớn lên nó khỏe mạnh. Thiên Vương cũng đã hai đứa rồi. Cái đứa thứ hai thì là em nghĩ rằng thì là anh không có bối rối nhiều bằng cái đứa thứ nhất. Cho nên là trong cái khoảng thời gian đầu tiên mà là chăm sóc cho bé đầu tiên á, thì anh có gặp khó khăn gì không? Anh có một cái lớp tập dưỡng sinh, thì trong đó có một người thầy anh thường hay tập xong rồi ra cà phê trao đổi này nọ, thì thầy ổng cái kiến thức mà về con người cũng rất là nhiều, cho nên là ổng nói ra những cái mà kinh nghiệm, những cái mà bài thuốc hay là tất cả mọi cái gì thuộc liên quan dành cho sức khỏe bà mẹ và em bé, anh đều ghi nhớ cả. Buổi sáng chẳng hạn như là đi ra ngoài phơi nắng, khi mà phơi nắng thì tất nhiên là em bé là nó sẽ được tiếp thụ cái vitamin D ngay từ thời điểm đó, và bà xã cũng vậy luôn. Rồi vậy thì là trong cái quá trình mà là anh đưa vợ mà là anh đi sinh á, có cái gì mà là đặc biệt không? Có một cái là đặc biệt, có nghĩa là ngay thời điểm mà đáng lẽ cái giờ cái ngày dự sinh á là cái ngày lúc đó anh còn ở Mỹ, mà thời điểm đó là bà xã anh là lúc đó là em bé nó quay đầu rồi. Nó quay đầu nhưng mà nó quay giữa chừng nó dừng lại và nó dừng nó luôn. Thì anh rất là sốt ruột, tại vì anh ở bên Mỹ mà anh sốt ruột, anh muốn về liền nhưng mà không về được, phải đúng ngày mới giờ về được. Thì cho nên là khi mà về tới nơi thì anh về tới nơi thì trong tối hôm đó bà xã anh đau bụng luôn. Hay quá, vậy là giống như là nhất là anh về kịp, giống như là kiểu mà con anh nó chờ anh về á. Bác sĩ mới kiểm tra rồi xét nghiệm siêu âm này nọ mới kêu là đứa con này là ước lượng khoảng cỡ 3,7 kg. Rồi nếu sinh 3,7 kg nếu mà ối tính này nọ thì chắc là giảm xuống còn 3,4 kg, 3,3 kg là đẹp. Không, còn lầy lớn quá rồi, tại vì anh mong muốn là sinh thường nhưng mà cuối cùng phải sinh mổ. Ăn dao luôn sao? Tại vì con nó quay đầu rồi, xong nó trở qua, nó dụi đầu vô trong bàng quang á, chứ nó không dụi hơn được nữa, nó không quay đầu được nữa. Cho nên bắt đầu phải sinh mổ, chấp nhận sinh mổ. Thì cái ngày tối đó là còn anh với bà xã anh còn nói chuyện này nọ tất cả mọi cái, không biết là con mình nó như thế nào. Qua ngày hôm sau anh ngồi chờ bà xã anh vô trong cái phòng mổ, anh ngồi anh chờ ở ngoài là bằng cách mình thứ nhất mình lo là không biết là con mình như thế nào, bà xã anh của mình như ra sao. Anh cứ cầm điện thoại thế này nè, anh mở cái lịch, nó gọi là lịch vạn niên á, thì trong đó là nó canh có ngày giờ. Không phải canh ngày giờ mà là coi ngày giờ thì đúng hơn, coi ngày giờ xong cứ qua một phút chụp hình cái lật tới nhìn đồng hồ
thấy Quang Phúc chụp hình cái để mà anh canh được là lúc mà người ta báo con anh được sinh ra thì anh sẽ lưu lại được cái hình ảnh của cái tờ lịch đó, thay vì mình chụp hình trên cái tờ lịch mình gỡ block mình gỡ thì nó bây giờ nó có lịch ở trên điện thoại. Và cái cảm giác của anh khi mà người ta kêu là vô gặp con chạm mặt á, ôi má ơi, anh cầm điện thoại lúc đó là anh lén anh quay thôi, cái này là không được quay, anh lén anh quay vô mà tay anh run như này. Mình cảm giác là cái giọng nói mình cũng thay đổi á, mà vô mình không biết mình nói cái gì. Thì bác sĩ y tá hỏi ủa con lúc đầu là dự tính là bao nhiêu ký, người ta đã báo bao nhiêu ký, dạ 3,7 kg, tay vẫn run như này. Em bé 4 ký nha, rồi ơi. Chân tay đầy đủ, tay kiểm tra này nọ nha. Dạ. Mà lúc đó là anh thực sự là đầu óc trống rỗng, mừng mà lo, tất cả mọi cái nó ập về giống như là một cái kiểu mà mình không kiểm soát được bản thân mình vậy đó. Họ chỉ cho gặp như thôi, họ vệ sinh con cái này nọ, họ đưa vô trong cái phòng sơ sinh. Còn khi mà bà mẹ mà vô phòng cách riêng cách ly để mà hồi sức á, thì khi mà xong đó thì mới là được lên phòng. Lần cái thời gian đó, thời gian mà anh cảm thấy nó dài nhất. Nó dài bởi vì mình ngồi mình chờ, thứ nhất bà xã mình là có ổn chưa, có như là có khỏe hay như thế nào. Mà tới tối 9-10 giờ tối mới đưa bà xã anh lên. Em bé thì kêu em bé nó hiện tại nó đang bị vàng da, cho nên ở lại mình chưa được gặp nữa. Thì xuống nhìn thấy nó thì công nhận là 4 ký nó to hơn những em bé khác, mình thấy nó trọng. Nhưng mà mình muốn ướt ẩm nó không được, phải chờ đợi tiếp. Khi mà bà xã lên trên phòng thì mới biết rằng bà xã anh là đang gây tê cuộc sống, nhưng mà đang mổ giữa chừng thì bà xã anh động đậy chân tay, có nghĩa là có cảm giác ta phải tiêm thêm một lần nữa. Cho nên là cái vấn đề đó dẫn đến là việc bà xã anh là phải kháng sinh tiêm gấp đôi. Trời ơi. Dẫn đến là cái cuộc sống của bà xã anh là lúc của thời điểm khi sinh xong á, là trong vòng từ khi bắt đầu mổ cho tới một tháng sau là không có gượng dậy được, là anh phải đỡ. Đau lắm đó anh. Tất nhiên rất là đau. Khi mà anh trong khoảng thời gian đó là anh phải lo hết tất cả cho bà xã anh, cả việc là vệ sinh bà xã anh như thế nào anh phải lo hết. Rồi anh chụp hình con mình tất cả mọi cái ngay thời điểm đó là cái như anh đều cố gắng làm sao mình có thể mình chu toàn hết tất cả cho con bà xã mình, cho con của mình. Nói chung cái thời điểm đó là thời điểm mà anh cảm thấy là nó hạnh phúc nhất. Và trong một tuần lễ đó anh xuống 4 ký. Em không biết là khi chị phải tiêm tới 2 lần như vậy thì nó có ảnh hưởng gì tới cái quá trình sản xuất sữa không? Có chứ, sữa nó bị tắc. Thế anh cuối cùng là anh phải sử dụng men mà để người ta làm rượu á. Anh mới pha, anh pha xong nhưng anh trộn nó trở thành sền sệt sệt, xong anh mới tự tay anh đắp cho bà xã anh trên cái vùng hai bầu ngực. Thì mà khi mình đắp lên thì mình sẽ chừa cái chỗ mà em bé dùng để bú. Tại vì nó sẽ đắng. Đầu tiên mình sẽ xoa đều và mình đắp lên đó. Mình để một khoảng thời gian khoảng 20 phút. Cái cảm giác mà anh hỏi bà xã anh á là giống như là trong những cái tuyến nó rần gỡ hết đó ra và lau chùi này nọ thì bắt đầu là có sữa. Nó làm cho khai thông những cái tuyến sữa trong đó, nó bị bế tắc. Nếu như mà chúng ta không có thể áp dụng được cái cách của anh Thiên Vương á thì chúng ta bắt buộc phải áp dụng cái cách là nhờ một người khác tạo áp lực lên bầu vú. Nó đau lắm. Sữa thì cái đó, tại vì là vợ em nó bị một lần rồi. Khi mà là trước khi làm thì bả đã đau rồi, tại vì là bị tắc sữa. Mà làm xong mà trời ơi khóc mấy dòng xong luôn. Đúng rồi. Cho nên là Trai nghĩ rằng là đây là một cách rất hay mà anh chị em là nên lưu lại nha. Đứa đầu tiên đã là như vậy rồi thì đối với đứa thứ hai Nó dễ dàng hơn. Đứa đầu của anh á là bị một tình trạng là tất nhiên cái lúc đầu á sữa nó chưa về hết và nó vẫn đói, cho nên anh phải bắt buộc là phải sữa công thức tiếp theo. Thì anh có pha sữa cho nó,
Nhưng mà cái nó rất là tội là khi anh mua cái bình sữa của cái hiệu này đi, nó uống vô xong một hồi là nó nhả ra. À, xong rồi là coi như mà cảm giác là nó vẫn đói mà tại sao nó không uống. Anh mới tìm hiểu xong nhưng anh mới bỏ vô trong miệng anh nút thử. Nó nút nặng quá. Nặng mình nút mà hai cái bên cổ này mình cảm thấy đau luôn. Coi như là em bé nút không nổi. Anh tìm hết bình sữa hiệu này tới bình sữa hiệu kia cho tới cái bình sữa mà con anh nó hút được, nó uống được mà nó cảm thấy là nó no, xong rồi yên, nó không khóc không gì nữa. Anh kêu là rồi, vậy là bị bình sữa. Đứa con thứ hai của anh sử dụng vẫn cái hiệu đó thì ổn, cho nên không bị những trục trặc như vậy nữa. Thường ngày nhỏ là người ta thường dùng một cái bình sữa nào đó mà nó có cái van thì là nó sẽ điều được cái áp suất nó dễ dàng hơn. Nhưng mà có một loại thì là cái van nó để mà chống sặc á, thì nó quá kỹ trong cái việc chống sặc ra đi, cho nên cái việc mà để cho em bé nút để lấy sữa ra lại rất khó. Chứ hồi lâu lúc mà những trẻ sơ sinh đó là người ta cũng cho bú bằng bình đúng không? Phải bắt múc từng muỗng từng muỗng từng muỗng, sợ nó bị sặc á, nó tham á, trào ra nó không thở được. Đúng rồi. Nên phải đút từng muỗng. Cho nên là chẳng hạn như là cho nó uống sữa xong, thứ nhất là phải ẩm cao lên rồi vỗ như chỗ đầu phổi để cho nó ở xong rồi mới đặt xuống, rồi làm sao để cho phải đặt nghiêng một bên. Sữa lỡ mà nó có trào lên á thì là nó cũng chảy ra ngoài. Cho nên nếu mà nằm ngửa thì nó sẽ trào và nó sẽ bị sặc và nó sẽ bị ngọt thở. Những cái đó là anh rất là kỹ. Vậy thì là với đứa con thứ hai á, là mọi thứ nó đều thuận lợi hết, nó không có vấn đề xảy ra luôn? Không, có vấn đề xảy ra, đó là con anh thì cái đứa thứ hai nó lại bị một cái tình trạng đó là tự động ngay trên mí mắt nó nổi lên giống như một lẹo vậy đó. Thì mới có một tháng tuổi thôi mà là càng ngày nó nổi càng bự, che luôn con mắt luôn, bắt buộc phải tiểu phẫu. Cắt nó ra, nặng nó ra thì em có nghĩ còn con nít một tháng tuổi mà sót cái sao, anh không dám vô trong luôn. Bà xã anh rất là cứng rắn, ôm đứa con mà coi như để cho người ta ấy giữ, còn anh là anh ngoài, anh trốn ngoài luôn. Tại vì anh không chịu được. Khi về xong rồi nó một lần hết, nó xẹp xuống, sau đó nó lại nổi lên một lần nữa, mỗi lần thứ hai. Mà mỗi lần thứ hai rồi mà vẫn không hết. Mà cái nhỏ kháng sinh á, thì nhỏ mà còn nhỏ xíu, nhỏ kháng sinh vô thì dẫn đến là sau này dễ cái việc là mắt nó sẽ bị yếu. Cho nên là anh rất là lo. Mỗi lần thứ hai nó lại nổi lên nữa, anh chuyển qua đông y. Anh chuyển qua thì anh gặp một người thì họ bắt đầu là anh nấu thuốc bắc, đút từng muỗng cho nó thì nó lại giảm. Anh rất là mừng. Đã nó hợp với lại đông y hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Mỗi đứa con nó có một cái khó khăn riêng. Và cái khó khăn mà anh cảm thấy là kinh khủng nhất trong cái việc mà chăm sóc hai đứa đó là cái việc mà thằng nhóc sau này là bị cái mắt đó. Anh rất là sợ. Với là hai thằng trai luôn. Một đứa gái, một đứa trai. Đứa gái đầu hả? Gái đầu. Khi mà cái cảm nhận khi mà được đứa con thứ hai thì cảm nhận của nó nào? Cũng rất là mừng. Nhưng mà bà xã lại cảm giác thì lo, không biết là mình có đã lần đầu là coi như là hai lần chích châm nổi cho đứa bé hay không. À, cái thứ nữa là bà xã cái vết thương mà mổ lúc đầu á thì cái cơ địa của bà xã anh là bị tình trạng là nó khó lành. Đó cho nên là không nghĩ tới vấn đề là có đứa con thứ ba. Thứ hai cũng sinh mổ luôn. Đúng rồi, sinh mổ luôn. Bà xã rất 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 là lo, cho nên là anh cũng động viên. Bà xã anh đứa thứ hai thì tăng cân không nhiều, nhưng mà đứa đầu tiên thì tăng cân rất là nhiều, 28 kg. Cao 1m49, nặng 70+ kg. Oh man, đâu gì đâu. Đối với lại những người khác khi mà người ta nhìn vào người ta không hiểu, nhưng mà riêng chúng ta, những người chồng khi mà nhìn người vợ như vậy mình thấy đẹp lắm. Đúng rồi, đẹp. Anh có chụp lại những khoảnh khắc mà bà xã anh đang mang thai. Và trong cái khoảng thời gian mang thai đó thì anh cũng làm một số cái để cho bà xã anh có sức khỏe hơn. Chẳng hạn như là ngâm chân nước muối. Rồi anh xoa bóp này nọ, tất cả mọi cái để giải tỏa cái áp lực mà bà xã anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đó. Rồi nói chung tất cả những gì mà mình muốn làm cho vợ mình thì mình đều làm hết. Rồi. Đó là những cái kiến thức mà là Trai nghĩ rằng rất cần thiết cho các ông bố bà mẹ chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Em nghĩ rằng là anh sẽ rất là hứng thú đó anh Vương. Ừ, là kể tội vợ mình đó anh. À? Là vợ, cái phần này tên là vợ tôi vô số tội ha. Và anh phải hứa với tất cả mọi người là những điều anh nói ra là sự thật. Cái bệnh này bệnh
của phụ nữ luôn, tất cả phụ nữ chứ không phải là một mình với anh nữa. Đó là để em nói đúng nha, càm ram. Chính xác, càm ram. Và cái thứ hai nữa là cứ nói đi nói lại một vấn đề là mình coi như rất là nhức đầu. Đó là những cái mà coi như anh mắc phải. Thí dụ là vấn đề dọn giùm cái kia, ok thì mình sẽ làm cái rồi xíu nữa mình sẽ dọn cái đó. Không, dọn liền. Dọn liền chứ không cái để đó. Là ông quên. Phơi đồ á. Coi như là phơi thì đằng nào treo móc vô. Phơi thì nó cũng khô vậy. Không. Phơi đồ là phải cho nên ngay ngắn nè, cái này phơi chỗ này, cái này phơi chỗ này, cái này phơi chỗ này. Nó phải vô trong một cái quỹ đạo rồi đó, sự quản lý trật tự vậy đó. Phải. Thật ra đôi khi mình để đi thôi tôi làm cho gần quên thiệt. Cũng quên thiệt chứ không phải không quên thiệt. Để lo là làm này thấy chưa, tôi đã nhắc rồi. Thì nó cứ bị áp đảo xong bị cái mặc cảm là bị quê á. Bị quê trong người. Tôi nói làm thì từ tôi làm cũng đâu vậy. Làm gì mà không cũng cố gắng lờ đi, nhưng mà thật ra trước sau mình cũng làm. Ví dụ như này, chị vợ bắt anh làm gì là anh không thích hay sao? Kêu thay cái áo cho thằng xá xị đi. Tối rồi nó mặc áo bị mồ hôi á, nó hôi quá. Trời được rồi. Xong rồi cũng xào quần xong hai cha con nằm ôm nhau ngủ luôn. Thì cuối cùng không thay áo luôn. Không thay áo luôn, sáng nào dậy. Trời ơi, tôi đã nói thay cái áo cho thằng nhỏ từ lúc đêm rồi. Kệ, tôi đâu thấy mùi thúi gì đâu, thấy cũng bình thường mà. Của mình thì mình thấy thơm. Đâu có để cho người khác hửi đâu, quan trọng gì. Tôi ôm tôi ngủ gì đâu. Nó vậy đó, mình như là bị quê xong mình chấp chứa vậy thôi à. Nhưng mà nha, có cái cách nào mà nó thật sự cụ thể để cho các chị bớt càm ràm không? Thực ra cũng từ lỗi của mình. Nếu mà muốn cho bà xã mình hết càm ràm bằng cách là chỉ cái nước bà xã mình nói cái gì mình làm theo đó liền. Liền hết càm ràm thôi. Bây giờ đó anh càm ràm lại. Vô khuôn khổ anh đã làm xong được ai. Bây giờ tới bé dạ là cái người mà anh phải càm ràm ngược lại. Vậy là chuẩn bị đi đâu đó em. Tới giờ chuẩn bị đi đó, lo dậy rồi sắp xếp gì đi. Xong bắt đầu bà xào quần. 45 phút trôi qua vẫn chưa có chuyện gì xảy ra hết. Mọi thứ vẫn bình thản và vẫn mọi thứ vẫn ngồi bấm điện thoại. Rồi xong chưa mặc đồ, chưa thay đồ luôn. Em ơi còn 45 phút nữa đó em ơi. Coi tranh thủ đi là anh thay đồ bên xuống dưới đất rồi. Nửa tiếng nữa trôi qua. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra hết, đi lên. Ôi có đi không vậy? Rồi. Rồi đầu 15 phút còn lại á, bắt đầu mới làm. Làm lúc nào cũng phải trễ 10 phút, 15 phút. Lúc nào cũng vậy mà phải trừ hao. Bây giờ anh phải ngược lại là anh càm ràm bả vậy vũ luôn. Đúng ha, mỗi gia đình nó có mỗi câu chuyện khác nhau ha. Đúng rồi. Không lẽ giờ anh cứ càm ràm suốt đời. Lên lịch sẵn lúc nào sắp xếp. Anh thức dậy trước từ 2 tiếng đồng hồ không á. Để mà mọi chuyện nó lúc nào cũng vừa ngám hết. Bây giờ là mọi người phải tự hoàn thiện bản thân mình lên chứ sao. Thì giờ anh cũng hoàn thiện bản thân rồi, giờ còn hai em á nha. Em thấy giờ tụi em cũng ổn mà anh. Bây giờ mà hoàn thiện hơn nữa cũng không biết bằng điện kiểu nào. Bây giờ mà càm ràm ngược lại mấy bà là hoàng. Hôm nay có muốn ăn cơm vậy? Chết đó. Giờ tới lúc mà là mình thú thiệt những cái gì mà là mình làm cho vợ mình phiền muộn á anh. Nhiều lúc anh cũng ở dơ. Ở dơ. Ở dơ thằng nào mà không ở dơ? Thì bởi ta nói ở dơ sống lâu anh ơi. Rồi chẳng hạn như là đồ đạc anh thay ra, thay gì anh bỏ trong chỗ giỏ để giặt đồ thì anh để đó xíu nữa anh đi dọn đi. Thật ra em thấy cái đó là đánh dấu đó anh. Anh vào lãnh thổ biết, đúng rồi, mình đánh dấu lãnh thổ ta. Anh biết nó để vô đó mà ngày mai anh cũng biết để cho đó chứ. Bây giờ anh mà dọn cái là anh không biết nó để đâu. Thiệt, nhiều lúc đấy nó bừa bộn vậy thôi chứ, nhưng mà bừa bộn có sự trật tự mình biết ở đâu mà. Rồi chẳng hạn như anh cũng chơi game thì nhiều lúc mình vô một cái trận đánh nào đó đang gây cấn quá thì mình đâu có thể bỏ được. Thay vì bỏ game ăn cơm cùng với vợ con, không, đang căng tim mà ôm vừa ăn cơm mà vừa nhìn game như thế này là bị chửi. Đối với bản thân anh là anh thấy điều đó là không đúng. Nhưng mà tại mình mê xong mình đắm chìm vô nó là mình quên hết tất cả mọi cái. Chẳng hạn như là cái việc vừa ăn cơm vừa trao đổi vừa nói chuyện với con vừa... thì nó sẽ hay hơn là việc mà cầm điện thoại mình coi tin tức hay là mình chơi game gì đó. Tại anh nhìn thấy được điều đó và anh cũng khắc phục dần nha. Chứ không phải là khắc phục liền. Khắc phục dần và thấy nó cũng có sự biến chuyển trong cái lúc đó luôn. Con anh ấy thì bây giờ là anh lựa chọn giải quyết như thế nào? Tất nhiên là anh vẫn phải lo cho con trước chứ.
chắc không hay là phải chơi nốt game rồi xong không, cái không nói được. Vợ làm không được, tại vì con anh nó ị, thứ nhất anh chịu, thứ nhất là anh không chịu được cái mùi sản xuất nó sản xuất ra chua ha, cho nên không thể nào mà mình để im đó mà mình ngồi hay mình ngồi có chơi, chơi không thể nào mình tập trung được luôn á, phải giải quyết liền thì không được, cho nên là để đó xong nhìn quan sát nó, bắt đầu vệ sinh ở đây vẫn nhìn bên kia một chút, nhưng mà có sạch không, không có chú ý tất nhiên là sạch được, tất nhiên là sạch, tại không sạch là nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con mình. Không có bao giờ mà mình mê chơi game mình quên con mình không? Không, không có bao giờ. Dạ, vậy với anh có đó. Anh có đó. Vậy hả? Anh hồi xưa lúc mà mới vừa đẻ bánh mì á, còn nhỏ xíu á, đó đó bánh mì mới vừa biết lật. Để như này, xong anh với là anh con mới là đang ghiền PlayStation. Ừ. Là cứ để kịch cho nó nằm đó xong rồi chơi. Anh nó ngủ rồi, mở lên chơi. Ai ngờ nó thức dậy hồi nào không biết. Đầu nó lật xong rồi cái giường á, hồi đó có cái cạnh giường nhỏ xíu kẻ vậy nè, nó lật xong cái đầu nó cắm nhẹ xuống dưới cắm nhẹ rồi chơi cái gì vậy trời ơi chết con tôi rồi, cái cảm giác nó đụng quăng cái gì sốc nó lên xong rồi bé dạ đang ngoài nấu cháo cái gì vậy anh, nó mơ em ơi trời ơi thiệt tình đầu hai anh em không được nói chuyện này cho cái dạ biết nghe chưa, không được nói nghe chưa, không nhưng mà bây hết. Giờ là chị dạ biết chuyện này chưa, biết chứ, ừ thì nếu mà biết không chứ. Biết thì giờ coi chương trình này chị cũng biết mà, ừ đúng ừ. Cũng biết rồi chứ, từ từ phải tự phú chứ, là coi như là từ cái đó là bắt đầu là bà cứ gạch hỏi ủa sao nó khóc vậy, nó rồi cứ gòi hỏi hoài thì cứ cùng phải thai thôi chứ sao, làm mẹ đã khổ làm bố nó khó hơn nhiều lần chứ bộ, lúc chúng ta cũng phải bỏ những cái thú vui của mình, đúng rồi đó này khổ lắm á chị ơi, các chị coi chứ cũng phải thông cảm cho những người bố chúng tôi nhé. Rồi bây giờ sau những câu chuyện rất là thú vị và mang tính hề hước cao của hai ông bố, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất là vui vẻ, đó chính là siêu bố trổ tài. Và ở phần này rất là đơn giản thôi, là hai ông bố lần lượt thi tài với nhau hát vô bài, hiểu không? Vô nghề mình rồi, hát không? Tôi hề. Thì hát mà miễn có hề được rồi không? Luật chơi rất là đơn giản. Những bài hát thiếu nhi mà quan trọng là trong bài hát đó phải có con động vật mới được tính nha. Rồi. Giờ hai anh xìm xăm đi, ai thắng hát trước? Rồi, xìm xăm. Xăm. Rồi, thắng được quyền chỉ định ai hát trước. Em có chơi luôn đúng không? Không, em đâu rảnh đâu chơi. Em phải chơi luôn chứ. Không chơi chi em suối luôn vậy. Em thích suối tại vì em là MC mà. Em muốn bố vậy đúng, em phải tham gia luôn chứ. Nhưng mà em là MC. Nhưng mà em hát hết rồi thì coi như là lấy cái phần của em thôi mà cắt phần anh đó. Thôi cái tâm của em mà. Tâm làm nghề anh ơi. Rồi thì hát nè. Giờ chỉ định ai hát trước gì nữa. Đúng rồi. Anh hát trước thôi gì đâu. Ok. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Con bướm. Kìa chu là chu ếch con có, đôi là đôi mắt tròn. Con ếch ra đây mà xem, con gì nó ngồi trong hang, nó đưa cái lưng ra ngoài, đó là con cóc. Con cóc. Chú voi con ở bàn đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con. Xin mời anh. Mèo 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 rửa mặt như con mèo. Đó, còn nhiều bài mà, từ từ cái nó hết bài nó mới vui nè. Con chim non trên cành cây, hót víu von, hót víu von. Hót líu lo, anh víu von là gì á? Ồ vậy hả? Hai bay xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống. Cá vàng cháy đen thui. Hết, từ từ hết con. Hết rồi. Bài rồi không? Tôi nói là hết bài mà. Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vịt. Bây gà giờ mà tức. Không gái là con gà con. Tàn bị gấu bị sai. Ok rồi. Rồi giờ con gấu đúng không? Đúng rồi. Ừ. Mẹ mua cho con heo đất. Mẹ mua cho con heo đất. Y hà. Con heo anh. Nem. Bốn. Ba mua cho con ngựa. Ba mua cho con ngựa. Anh mới sáng tác. Thôi bỏ đi anh ơi. Anh mới sáng tác. Không được anh. Mới sáng tác làm sao mà có tiền bản quyền. Bài nào mà người ta đã có tiền bản quyền rồi đó. Năm. Kìa con bướm vàng. Rồi. Ủa vậy hả? Rồi. Bốn. Ba. Hai. Kìa chu là chu ít. Rồi. Rồi để tôi hát bài luôn nè. Hát bài gì?
bố là con ngựa em cười. Đó, có con ngựa đó chứ. Gì? Nhưng mà người ta đang hát đúng bài. Bố là lừa, bố là xe hơi, bố là con ngựa em cười em chơi, cuối cùng là không biết là mà là đẻ không thành con gì luôn. Đúng vậy. Ông bố sẽ đành tất cả những con mà là trẻ con đòi. Đúng. Vậy là sau cái phần thi thố vừa rồi, vui vẻ rồi mà có cái gì đâu, hay không? Anh Đạt là người chiến thắng ha. À, cũng đã gần kết chương trình rồi. À, anh Vương có muốn đôi điều gì chia sẻ, gửi gắm điều gì với vợ con của mình không? Cảm ơn bà xã rất nhiều đã hy sinh bản thân mình để mà có thể chăm lo cho gia đình, và cũng rất là thấu hiểu trong việc mà ông xã luôn luôn phải đi ra ngoài, cũng là một hậu phương vững chắc để cho ông xã có thể chăm lo cho cái cuộc sống của gia đình chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Có hứa tặng quà người ta gì không? Trời gài quá vậy. Không có đứa con thứ ba đâu nha. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Thiên Vương ạ. À.